Xin chào cả nhà, hôm nay em test cái chiếc máy rửa bát TR5 ở ngoài này thì quay luôn các bác cho các bác xem cho nó sinh động nhá. Đây, các bác nhìn đang phun nước tóe tòe loè. Đấy, mã số 11 các bác này, một con TR5 khá đẹp. Em bán 3,2 triệu, bảo hành 1 năm tất cả các hạng mục. Hình thức nói chung là rất hài hòa các bác, hài hòa nhá. Đúng chuẩn chất hàng bãi luôn. TR5 series máy 2492/2011. Tổng thể còn khá là ok luôn các bạn. Đây, xem đang phun nước, đây, mở ra luôn. Ấy, nước nóng bỏng luôn các bác, hơi nghi ngút luôn nhá. Riêng đối với máy rửa bát Nhật này thì các bác rửa xong các khi mà rửa xong thì các bác sờ vào bát bỏng tay luôn. Vì nó rửa với nước nóng 80 độ C cơ. Đấy. Đấy. Cái giọt nước nó rớt vào tay mà bỏng các bác nhá. Nội thất con này rất ok này các bác ơi. Đây là chính là cái khay mà để các bác cho dùng bột rửa, các bác cho ở đây nhá. Còn không mình cứ đổ thẳng vào trong này. Viên hoặc là khay cứ đổ thẳng, thì thực ra cho ở đây thì nó cũng rơi xuống dưới khu vực máy xo này mà. Các bác cứ đổ thẳng ở nhà em rửa, nếu em dùng cho thẳng vào đây luôn. Đây. Đây dòng chảy các bác thấy rất ok nhá. Chảy nước nóng bỏng luôn. Sạch sẽ. Con TR5 khá đẹp. Đấy, chạy luôn ngoài cho sinh động, vì trước kia em cũng rất hay quay ở ngoài. Nhưng mà nhiều khi thì mang vào nhà cho nó sáng nó đẹp, nhưng còn có khi thợ test xong rồi thì mình cũng chưa kịp quay để mang vào nhà xếp trong nhà. Cái con này thì quay luôn ở đây các bác, nó phun đây thì TR thì nó nhìn mờ thôi. Đấy, các bác yên tâm về chất lượng. Tất cả các máy bên em khi bán thì đều phải cho rửa hết chu trình các bạn. Tất cả máy khi mà xuất xưởng xuất kho thì đều phải là test ok hết mới gửi đi cho các bác. Cái trường hợp mà nó lỗi thì rất là hạn hữu luôn. Đây, nước phun. Mã số 11 các bác nhé. Bác nào chốt các bác lô cho em. Giá 3,2 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp bên em bán các loại tốt, rất ổn định nha các bác ơi. 500.000 nhé. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 120.000. Máy rửa bát Nhật thì rửa siêu tiết kiệm điện nước luôn. Đấy, nước nóng chưa. Nước này thì các bác còn làm gì, còn vi khuẩn, virus nào mà bát đũa nào không sạch được nữa. Mỡ miếc tan hết, bất chấp cả mùa đông của miền Bắc luôn các bác nhé. Nước Nhật nó lạnh như vậy mà. Hàng âm bao nhiêu độ mà vẫn còn rửa sạch, hướng chi là cái nước thời tiết của Việt Nam ăn thua gì đâu ạ. Cứ vào đây đun là rửa sạch hết các bác ạ. Các bác nào đang có nhu cầu mua về tặng vợ, tặng con, anh chị em nào mà hay phải rửa bát thì mình có thể mạnh dạn mua một chiếc ạ. Đảm bảo các bác về không hối hận đâu. Chào các bác nhé.